Alo, con không biết hả, vợ con không có chút gì nào, nó về rồi ấy, đi về ấy rồi, đi công chuyện rồi, đi thị xã rồi. Rồi bên chú chút ấy về, giờ nào về điện thoại cho, giờ nào về điện thoại cho. Ờ, chiếu làm mày. Dạ cũng hay luôn. Sao? Nó không có cần thiết không mà thấy nó để trong đó. Đó là
Chúng mình có phù hợp. Bắt bắt bao giờ nè.
Rồi của em 20 ngàn. Hai đứa.
15 ngàn. 15 Ổng này vô mấy nha. Thank you.
sát trong con photo này không mà sao vậy đó. Ừ, đông. U lại rồi, thấy đông quá kia đi. Thấy đông ở bữa nay mà không biết là gì. Nhân công xã này còn 30-40 ngàn người, 10 ngàn hộ, 10 ngàn hộ thì tính ra 30 ngàn dân.
mũ cho em rồi đạt, chút xíu em rồi lấy. Hết mũ rồi. Chuyển cho 20.
Đang hái chừng nào vừa rảnh rảnh thì coi vô tôi đọc. Chừng nào anh nói ấy anh chấp nhận nha.
cải. Tôi đang đeo khẩu anh ạ.
Cái này 30 rồi, ba này quay. Thank you.
đây. Chết quá. Chết rồi mà.
Chỉ điểm chiến thắng được không?
đi Tết đâu. Rồi xong rồi. Yeah.
Chạy xe qua cái này. Mình chạy xe qua cái này.
Hãy
ly nước dừa này. Nào cũng được. Thank you.
biết đâu đó. Đó là cái cửa cũng chắc sở lên đó. Cũng láo rồi bố. Hai gì nó đi từ lưa nữa rồi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con vẫn mơ cái chuyện này.
chú con với con có một ý nè. Con ý nè, con ý nè, con mắt con cũng thấy như vậy. 32 ngàn, 37 ngàn. Thế là nó mất tiền. Mất này quá trời bớt lắm không? Rồi ta đem một tiền không? Trời, cái mặt nó bự, nó cứ che tóc lại không à. Con phải tự tin gương mặt con rất là đẹp, không có sợ gì để che giấu gì hết á. Mắt còn đẹp dữ nữa. Mình làm vậy cho tao có nghĩ ý mình. Rồi, cắt này cho em bé nuôi. Nó xấu cũng không, nó xấu hơi. Hả? Con 40 á, lấy 14 tấm luôn. Mấy cái hình tẻ này cứ về là đẹp. Nhiều ạ? À? Con có nhiêu tiền? Đây, nó vô khung rồi con ơi. Khung 1, khung 7, 2, khung 14. Bao nhiêu gọi để chút em biết nha. Ấy tìm nó. Ủa chú này, nó chín qua đây được nhiều lắm chú này. Ừ. Hồi nãy như là có thằng nào mọc mọc quá, mọc cái áo xanh, sao xanh căng. Có luôn. Lớp còn. Lớp chín này hôm nay nên nó chụp ra. Nó cũng 8 giấy tờ, 10 tờ vậy đó, không kêu 10 tờ, 10 tờ kìa. Thank you.
giống hồi sáng rửa rồi quá vậy. À mày giống hồi sáng rửa rồi nè. Ăn đường vô 121. Lấy ra, kho lấy ra.